Tết vừa qua chị Bunny đã ăn rất là nhiều mứt nè, bí nè, rồi hạt dưa, hạt hướng dương. Cho nên bây giờ giọng chị Bunny khào 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 khào. Nhưng mà hy vọng là các em cũng nghe chị Bunny rõ ràng ha. Chị Bunny có một cái khoe với các em nè. Tên tên, đây là cái túi mà mẹ chị Bunny mới cho luôn. Một cái túi thổ cẩm cực kỳ đẹp luôn. Ủa anh đi đâu vậy? Sao tự nhiên xuất hiện qua đây vậy? Ủa vậy hả, thăm chị Bunny hả? Rồi tự nhiên vô thăm người ta cái thấy cái túi người ta cái dành luôn à. Không có cho được cái túi này hả? Mẹ chị Bunny cho. Nhưng mà hả, chị Bunny có cách làm cho em một cái túi gần gần giống vậy nè, em tin không? Đương nhiên là thiệt rồi. Muốn không? Muốn thì bây giờ ngồi im coi chị Bunny làm nha. Đây chính là hộp đồ chơi mà chị Bunny sẽ làm thành một cái túi cho bạn chắc con của mình. Bây giờ chị Bunny sẽ cùng khám phá nha. Đây rồi. Đây là một cái khay dùng để mình móc qua móc lại, đan qua đan lại. Đây là một cái bộ sách hướng dẫn. Ở trong đây nè các em nhìn kỹ nha. Người ta có hướng dẫn mình rất là nhiều những cái kiểu để mình có thể làm thành cái túi sách luôn. Còn đây là những cái cọng thun mà chúng ta có thể đan nè. Đó. Có cái độ móc giống như là móc len luôn nè. Đó. À, chị Bunny quên giới thiệu. Đây là bộ đồ chơi Build and Play. Đó. Bây giờ chị Bunny sẽ thử làm nha. Mình sẽ làm kiểu này đi. Đó, kiểu này nè. Đây là những cái cọng thun giống như là thun cột tóc của mấy bạn gái vậy đó. Nhưng mà nó sẽ chắc hơn một chút xíu. Chị Bunny sẽ mở hết tất cả các màu ra nha. Mình có màu trắng nè, màu vàng, màu xanh dương, màu xanh lá, màu đỏ, màu hồng, màu cam. Bây giờ chị Bunny sẽ làm cái kiểu này. Đó. Đầu tiên nha, chị Bunny sẽ chọn màu đỏ trước đã. Mình sẽ kéo dài cái sợi dây từ màu đỏ bên đây sang bên đây. Yeah, đó. Chị Bunny sẽ làm màu đỏ 6 cái. Xong rồi làm màu hồng 6 cái. Xong rồi làm màu xanh dương 6 cái nha. Màu hồng nè. Chà chà. Xong một hàng dọc rồi nè. Bây giờ nha, khó hơn một chút xíu. Mình sẽ làm tới hàng ngang. Đầu tiên á, các em sẽ dùng cọng thun nè. Các em cố định lại ở đầu bên đây. Xong nè, nguyên tắc của mình nè, cái cọng thun đầu tiên ở phía dưới thì cọng thun thứ hai phải ở phía trên, cho nên mình phải để cái cọng màu xanh lá ở phía trên màu xanh dương. Các em sử dụng cái cây này móc cọng màu xanh dương lên và luồn màu xanh lá xuống dưới, thấy không ta, các em thấy không? Đó, nhìn chị Bunny nè, đó, móc lên. Yes. Xong mình chỉnh lại cho nó ngay ngắn đã, tiếp tục đây. Nè, các em dùng cái cây móc như thế này. Sau đó hơi bẻ tay một chút xíu để móc cái cọng màu xanh vào. Các em hỗ trợ có hai tay nha. Đó, đây nè. Đó. Và chỉnh lại. Đó. Cho nó vào ngay ngắn đúng hình của mình. Nếu như mà làm quen rồi thì các em cũng sẽ thấy nó đơn giản thôi. Bây giờ thì các em cứ nhìn vào tay của chị Bunny nha. Chị Bunny sẽ làm tiếp tục. Hết màu xanh lá, chị Bunny sẽ làm màu vàng. Xong rồi chị Bunny sẽ làm màu cam. Mỗi màu 6 sợi dây luôn nha. Các em ơi, sau khi mà làm xong 3 sợi dây, chị Bunny vừa mới nghĩ ra thêm một cách nữa. Có vẻ là nó sẽ nhanh hơn. Chị Bunny làm thử nè. Các em nhìn nha. Đầu tiên á, mình sẽ đi một đường cũng lên xuống nhờ bằng cái cây này nè. Ở dưới nè, cái này màu xanh lá đang ở dưới màu xanh dương, cho nên bây giờ màu xanh lá phải ở trên màu xanh dương. Đó. Mình sẽ đi một đường như thế này đây. Yes. Rồi. Các em lưu ý nha, mình sẽ để cái cây này nó nằm ngang để cho nó dễ, và cố gắng giữ một cái tay ở bên đây của cọng thun của mình. Bây giờ kéo nè. Đó. Chính xác. Chỉnh sửa nó đẹp đẹp một chút xíu. Thank you.
Còn chỉ 3 sợi dây màu cam nữa thôi là chị Vani đã xong rồi. Nhìn cũng đẹp đẹp các em ha. Các em có thể sáng tạo ra bằng nhiều cách, nhiều màu đang xen lẫn nhau. Và bây giờ chị Vani phải cố gắng thêm 3 sợi nữa. Khen khen. Các em ơi, chị Vani đã vừa hoàn thành xong một chiếc túi. Một mặt chứ, một mặt túi cho chó con rồi. Chó con, em thấy sao nè, được không nè? Dạ đúng rồi. Thiệt không? Thiệt hả? Giờ chị Vani làm tiếp nha. Tập trung chú ý nghe nha. Ok. Bây giờ nha, chị Vani sẽ chỉ các em làm cách nào mà chúng ta lấy hết những cái dây này ra và kết nối lại với nhau thành một cái miếng hoàn chỉnh. Hơi khó một chút xíu. Các em tập trung nè. Đầu tiên, mình sẽ lấy cái dây màu đỏ đầu tiên ra. Then. Xong, mình lấy cái dây màu xanh đầu tiên ra. Then. Rồi, mình sẽ bỏ cái dây màu đỏ ra ngoài. Đó, đúng chưa? Tiếp tục, mình sẽ lấy tiếp tục dây màu xanh thứ hai ra ngoài luôn. Then và để lại sợi dây thứ nhất. Đó. Chúng ta sẽ làm tiếp tục đi ngoài luôn nha các em. Lấy sợi dây màu xanh lá thứ ba ra. Để lại sợi dây thứ hai. Đó, đừng quên móc qua một vòng nữa. Đây nè, chị Vani làm lại nè. Lấy sợi dây màu xanh lá thứ tư ra. Đó, đây. Để lại sợi dây màu xanh lá thứ ba và mình nhớ vòng qua. Đó. Lát hồi chị Vani sẽ cho các em thấy một điều kỳ diệu. Đây nè, nhìn kỹ nha. Sợi dây màu xanh của chị Vani bây giờ nó tạo thành những cái đường thắt bính á. Thì nó sẽ giữ cho những cái sợi dây của mình không có xúc ra. Chị Vani sẽ làm tiếp tục. Từ màu vàng, màu xanh lá, màu đỏ, màu hồng, màu xanh dương. Và tới hết luôn. Bắt đầu nha. Yay. Chị Vani đã làm xong rồi. Yay. Nhưng mà cái này chỉ mới là một mặt của cái túi thôi. Chị Vani sẽ phải làm thêm một mặt nữa y chang như vậy luôn đó các em. Ta-da! Chị Vani đã có hai miếng rồi nè. Bây giờ hai miếng này mình chập lại. Rồi xong sau đó mình sẽ khâu lại, mình làm thành một cái túi xách. Rồi nha, bây giờ chị Vani sẽ khâu lại đây. Bộ đồ chơi có sẵn một cây kim rồi. Còn đây là sợi chỉ của bộ đồ chơi luôn. Bây giờ chúng ta sẽ thử khả năng xỏ chỉ. Đây, mũi đầu tiên của chị Vani là sẽ đâm ở trong nè. Xuyên qua luôn hai bên. Đó. Ồ, tiếp tục luôn quá. Và đâm xuyên tiếp tục luôn. Mình cứ làm như vậy cho tới hết cái mặt bên đây. Các em nhớ chừa một chỗ để mình bỏ đồ vô nữa nha. Chị Vani sẽ cố gắng. Xong rồi, chị Vani đã kết dính được hai cái miếng này của chúng ta lại thành một cái giỏ này nè các em. Đó, hay không? Đây nè, cái giỏ của chị Vani nè. Nhưng mà bây giờ chị Vani sẽ làm một cái túi xách. Cho nên chị Vani sẽ làm thêm một cái quai nữa ở phía trên này. Bây giờ chỉ còn có cái thun màu trắng thôi. Cho nên chị Vani sẽ làm thun màu trắng nha. Đây, một cọng dọc, một cọng ngang. Đưa qua. Và luồn giống như vậy nè. Đó. Kéo gút lại. Chị Vani sẽ làm thêm một cọng nữa. Rồi, xong rồi. Bây giờ chị Vani sẽ gắn vào thôi.
Thật ra chị Vani không biết là gắn như thế nào cho nó đúng đâu, chị Vani sẽ tự sáng tạo và tự gắn lại. Đó, đây, một bên rồi. Bây giờ nha, chị Vani sẽ cột cái phần quai còn lại vào trong cái túi bên đây. Nhưng mà hả, cái thứ nhất là hết chỉ rồi, cái thứ hai là ở bên đây nó cũng không có thêm những cái móc giống như ở bên đây, cho nên là chị Vani vừa nghĩ ra một cách, tự nghĩ luôn, tự sáng tạo luôn. Đây, các em có thấy những cái cọng chỉ nhỏ bên đây không? Chị Vani sẽ dùng cái phần quai còn lại cột vào. Không biết làm được không nữa, chị Vani thử thôi. Quai còn lại nha, chị Vani sẽ cột vào cái quai bên trong này. Mình cứ sáng tạo đủ mọi cách đi, miễn sao là mình làm ra xong cái túi cho bạn chó con là được rồi. Chó con ơi! Dạ? Xong rồi nè! Đẹp thiệt không? Nè, bây giờ chị đeo cho em nha. Ui, rồi, xinh lung linh đủ màu sắc luôn. Đừng có lắc nhiều quá, nó tuột chó ơi. Đó. Bây giờ nha, chị em mình đi chơi. Em đi chơi giỏ của em, chị Vani đi chơi giỏ của chị Vani. Chào tạm biệt các bạn nhỏ đây.